Phó Nguyễn, nam thanh niên người Việt ở quận Cam. Sau khi đến biên giới một cô gái Colombia, anh ta quyết định đi Colombia gặp cho bằng được cô gái. Đó cũng là ngày định mệnh của anh ta. Sau khi gặp cô gái, anh ta và cô gái đi vào một hộp đêm khoảng 2 giờ sáng, thì gặp băng cướp. Băng cướp để giết anh ta một cách rất là thê thảm. Bây giờ gia đình đã kêu gọi cộng đồng mạng đóng góp một ít tiền để đưa xác anh ta về Mỹ. Thật sự yêu online, tin tưởng online là khó, còn người khác giống còn khó hơn nhiều. Không biết anh ta bị cướp giết thật sự hay là nội gián của cô gái ra tay để hãm hại anh ta rồi lấy tiền lấy của. Chuyện đó chắc để cảnh sát điều tra. Đây là lúc Phong Nguyễn ở Colombia với những người bạn. Theo tường thuật của em gái của anh Phong, sau khi xác chết của anh ta đã được tìm thấy, những của cải và thẻ credit card của anh ta đã bị lấy hết. Theo cảnh sát điều tra, có nhiều người liên lụy trong vụ án này. Có lẽ đây là vụ án cô gái đã lên chương trình trước và như anh Phong Nguyễn này vào trọng. Mê gái là một điều, nhưng có lẽ đừng bao giờ theo gái lạ. Theo gái lạ là chuốc họa vào thân. Nhớ nha quý vị!